Ngọc Dung xin thân ái kính chào quý khán thính giả đến với điểm tin thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Trung Quốc chưa đủ khả năng xâm lược Đài Loan. Trước một tuyên bố gây tranh cãi về việc Đài Loan dễ bị Trung Quốc tấn công, Bộ Quốc phòng được viết tắt là MND. Đài Loan cho biết quân đội Trung Quốc PLA chưa có khả năng xâm lược hòn đảo, theo Taiwan News. Trong bài phát biểu vào ngày 10 tháng 8, cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu nói rằng trận chiến đầu tiên sẽ là trận cuối cùng nếu Đài Loan đối đầu với một cuộc tấn công của PLA. Đáp lại, MND hôm thứ Hai, ngày 31 tây tháng 8, cho biết chiến thuật của PLA khó triển khai vì đặc điểm tự nhiên của eo biển Đài Loan. Phương tiện đổ bộ và khả năng hậu cần của lực lượng này không đủ. Và PLA cũng thiếu khả năng chiến đấu để xâm lược toàn bộ Đài Loan. Hôm thứ Hai, bên cạnh việc trình đề nghị lên Quốc hội xin cấp ngân sách cho hoạt động năm 2021, MND cũng đã gửi cho cơ quan lập pháp Đài Loan báo cáo về sức mạnh quân sự của PLA vào năm 2020 và kế hoạch 5 năm tái cơ cấu và quản lý quân đội. Ngoài những nhận xét nêu trên, báo cáo cho biết thêm rằng các phương tiện lội nước và khả năng hậu cần của PLA không đủ và nó chưa có khả năng chiến đấu toàn diện để xâm lược Đài Loan. Báo cáo chỉ ra rằng các hành động mà PLA có thể làm đối với Đài Loan bao gồm ngăn chặn hoạt động quân sự chung, phong tỏa chung, không kích chung và hoạt động đổ bộ chung. Ấn Độ nói Trung Quốc tiếp tục khiêu khích tại biên giới. Ấn Độ đã cáo buộc Trung Quốc thực hiện các động thái quân sự khiêu khích gần biên giới tranh chấp nơi chỉ vài tháng trước đó đã xảy ra một vụ đụng độ chết người giữa quân đội hai nước, khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Fox News đưa tin, Bộ Quốc phòng Ấn Độ hôm thứ Hai, ngày 31 tháng 8, cho biết trong một tuyên bố rằng quân đội Trung Quốc vào tối thứ Bảy đã thực hiện các hoạt động quân sự khiêu kích nhằm thay đổi hiện trạng ở khu vực Ladakh, và vi phạm sự đồng thuận đạt được trong các cuộc đàm phán hòa bình gần đây. Bản tuyên bố thông tin thêm, quân đội Ấn Độ đang thực thi các biện pháp nhằm củng cố vị trí và ngăn cản ý định đơn phương thay đổi hiện trạng trên thực địa của Trung Quốc. Mỹ muốn mở rộng đối thoại Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương Hoa Kỳ chắc chắn muốn chuẩn hóa việc đối thoại đang diễn ra với các quốc gia trong khu vực Ấn Độ và Thái Bình Dương. Vậy cũng muốn mở rộng việc đối thoại để bao gồm thêm các quốc gia khác chia sẻ lợi ích chung, chẳng hạn như Hàn Quốc, Việt Nam, nhằm khởi động cấu trúc đa phương mạnh mẽ đầu tiên trong khu vực. Nhà ngoại giao số 2 của Washington cho biết hôm thứ Hai theo Yonhap có một thực thể, có một thực tế là khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương thực sự đang thiếu các cấu trúc đa phương mạnh mẽ. Họ không có những điều thấy được ở NATO hay Liên minh châu Âu. Thứ trưởng Ngoại giao Stephen Began cho biết trong một cuộc hội thảo trực tuyến được tổ chức bên lề diễn đàn đối tác chiến lược Hoa Kỳ và Ấn Độ thường niên. Ông Began lưu ý rằng một cuộc đối thoại ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương đã được khởi động và hiện có sự tham gia của Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia. Ông cũng cho biết thêm, các cuộc đàm phán gần đây của họ về cách thức đối phó với đại dịch COVID-19 còn có sự tham gia của Hàn Quốc, Việt Nam và New Zealand sáng kiến Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương được Hoa Kỳ khởi động vào năm 2018. Đây là sáng kiến mà nhiều người tin rằng Washington đề xuất nhằm kiểm tra hoặc thậm chí chống lại tham vọng của chính quyền Trung Quốc ở khu vực này. Chính phủ Maduro ra lệnh ân xá trước bầu cử. Chính phủ Maduro ở Venezuela đã tuyên bố ân xá cho hơn 100 người bao gồm cả các đối thủ chính trị đang phải ngồi tù, đã tị nạn tại các đại sứ quán nước ngoài ở Caracas hoặc trốn khỏi đất nước, theo tờ Guardian. Động thái này diễn ra trước cuộc bầu cử quốc hội dự kiến được tổ chức vào ngày 6 tháng 12. Cuộc bầu cử mà phong trào dân chủ cho chính phủ Juan Guaido, lãnh đạo, đang tẩy chay vì cho rằng chính phủ Maduro không đáp ứng được các điều kiện cho cuộc bầu cử công bằng. Những cái tên được nêu trong lệnh ân xá không bao gồm các nhà lãnh đạo đối lập nổi tiếng như Leopoldo Lopez. Người vẫn ở trong dinh thự của đại sứ nước ngoài ở Caracas hay Julio Borges. Một nghị sĩ đối lập mạnh mẽ vẫn đang tị nạn ở nước láng giềng Colombia. Bộ trưởng Bộ Truyền thông Jorge Rodriguez của chính phủ Maduro đã liệt kê 110 người được ân xá, mặc dù các điều khoản của lệnh ân xá được công bố không rõ ràng. Israel và Hamas đạt được thỏa thuận hòa bình. The Guardian cho hay Hamas, lực lượng Hồi giáo hoạt động ở giải Gaza, thông báo rằng họ đã đạt được một thỏa thuận do Qatar làm trung gian với Israel để chấm dứt hơn 3 tuần xung đột. Ông Zahia Sinwa, một thủ lĩnh của Hamas cho biết, hôm cuộc nói chuyện với đặc phái viên Qatar Mohammed al Amadi, chúng tôi đã đạt được sự thống nhất để kiểm chế hoạt động leo thang mới nhất. Trong lần leo thang mới nhất, Israel đã ném bom Gaza gần như hàng ngày kể từ ngày 6 tháng 8 để đáp trả các cuộc tấn công của Hamas qua biên giới. Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ Đài Loan đối phó áp lực từ Bắc Kinh. Thứ hai, ngày 31 tây tháng 8 năm 2020, Hoa Kỳ cho biết đang thiết lập một chương trình đối thoại kinh tế song phương với Đài Loan. Theo Washington, sáng kiến này còn nhằm củng cố mối quan hệ với Đài Bắc và ủng hộ hòn đảo tự trị này đối phó với áp lực ngày càng tăng từ Bắc Kinh. Tại một diễn đàn qua video của Heritage Foundation tổ chức, ông David Stilwell, vụ trưởng vụ Đông Á và Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Mỹ phát biểu rằng sáng kiến mới nhất này của Mỹ không hẳn là một sự truyền hướng chính sách đối ngoại của Washington, nhưng là một phần trong bộ những điều chỉnh quan trọng. Giới quan sát đánh giá động thái này của chính quyền Trump như là một hình thức bày tỏ sự ủng hộ nhiều hơn với Đài Loan. Điều này được ông David Stilwell khẳng định tại diễn đàn là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan kháng cự với chiến dịch của Đảng Cộng Trung Quốc gây áp lực hăm dọa và cô lập Đài Loan. Cũng tại diễn đàn này, theo Taiwan News, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là Washington đã cho giải mẫu 6 báo đám an ninh dành cho Đài Loan. Những báo đám này được đưa ra vào năm 1982, dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, nhưng chưa bao giờ được công bố công khai. Theo đó, Hoa Kỳ không quy định ngày chấm dứt bán vũ khí cho Đài Loan không chấp nhận tham vấn Bắc Kinh trước về các thương vụ này, không sửa đổi đạo luật quan hệ với Đài Loan. Reuters cho rằng thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng sức ép với Đài Loan, vùng lãnh thổ mà Bắc Kinh xem như là một tỉnh nối loạn. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc mỗi lúc gay gắt liên quan đến nhiều vấn đề từ thương mại, dịch bệnh COVID-19 Hồng Kông, Biển Đông và nhất là Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có tham vọng tái đắc cử vào tháng 11 năm 2020. Đã chọn đường lối cứng rắn đối với Trung Quốc như là một trong những trục chính cho chiến dịch vận động vận động tranh cử. Hoa Kỳ cũng như nhiều quốc gia khác không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng Mỹ là nước hỗ trợ chính và là nguồn cung cấp vũ khí chính cho hòn đảo tự trị này. Trung Quốc nói Chủ tịch Thượng viện Séc sẽ trả giá đắt vì thăm Đài Loan. Chủ tịch Thượng viện Séc Milo Vestrio đã phải trả giá đắt vì thực hiện chuyến thăm chính thức Đài Loan. Nhà ngoại giao hàng đầu chính phủ Trung Quốc tuyên bố hôm thứ Hai, khiến Prague phải lên tiếng than phiền và dù rằng Vestrissel cho biết ông không có ý định đối đầu theo Reuters. Ông Vestrisso đến Đài Bắc hôm Chủ nhật trong một chuyến thăm nhằm thúc đẩy gắn kết kinh doanh với Đài Loan. Ông cho biết Cộng hòa Séc sẽ không cúi đầu trước sự phản đối của Bắc Kinh. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh ly khai không đủ điều kiện cho các quan hệ bằng giao phát biểu trong khi đang ở Đức, ủy viên quốc vụ viện Trung Quốc Vương Nghị nói rằng sẽ có hậu quả cho hành vi này. Ông Vương tuyên bố rằng chính phủ và người dân Trung Quốc sẽ không dung thứ cho hành động khiêu khích công khai và ông Vesel và các lực lượng chống Trung Quốc phía sau. Tuy nhiên, ông Vương không cho biết phản ứng cụ thể của Bắc Kinh là gì quan chức Mỹ Israel bay đến UAE hoàn tất thỏa thuận lịch sử. Các trợ lý hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thực hiện chuyến bay đầu tiên trong lịch sử từ Tel Aviv đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong hôm thứ Hai ngày 31 tháng 8 để hoàn tất một hiệp ước đánh dấu mối quan hệ cởi mở giữa cùng quốc vùng vịnh và Israel. Trước cuộc thảo luận bắt đầu tại Abu Dhabi, các đại biểu đã làm nên lực sử hàng không khi máy bay thương mại của Israel bay qua lãnh thổ Ả Rập Saudi trên chuyến bay thẳng từ T Tel Aviv tới thủ đô UAE Tel Reuters. Ngày 13 tháng 8, lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua, một thỏa thuận bình thường hóa giữa một quốc gia Ả Rập và Israel được công bố và được thúc bởi đẩy bởi nỗi lo chung về Iran dẫn đầu phái đoàn Mỹ và cố vấn cấp cao và con rể của ông Trump ông Jared Kushner cùng cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien dẫn đầu phái đoàn Israel là đồng cấp với O'Brien là ông Meir Ben Shabbat Tránh văn phòng Nội các Nhật Bản tranh cử lãnh đạo đảng LDP Tránh văn phòng Nội các các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết ông có ý định tranh cử vào vị trí lãnh đạo đảng Dân Chủ Tự Do được viết tắt là LDP cầm quyền một nguồn tin cho biết hôm thứ Hai, ngay sau khi xuất hiện một báo cáo cho rằng ông đã giành được ủng hộ của một trong những phe cánh quyền lực nhất đảng theo Reuters. Lãnh đạo đảng LDP gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng do đảng này chiếm đa số ghế trong Hạ viện, thay thế cho ông Senzo Abe, người đã tuyên bố từ chức hôm thứ Sáu vì lý do sức khỏe. Ông Suga chưa thông báo về việc ứng cử vào vị trí lãnh đạo LDP nhưng đã nói riêng rằng ông có ý định như vậy, một nguồn tin giấu tên cho biết. TikTok không thể tự bán nếu không xin phép Trung Quốc. ByteDance LTD sẽ phải xin phép chính phủ Trung Quốc để bán ứng dụng video ngắn TikTok cho nhà vận hành Mỹ do Bắc Kinh mới đặt ra những hạn chế mới đối với việc xuất khẩu công nghệ trí tuệ nhân tạo, được viết tắt là AI, theo hãng tin Bloomberg. Các công nghệ nhận diện AI như nhận dạng giọng nói và văn bản, cũng như các công nghệ phân tích dữ liệu để đưa ra đề xuất cá nhân hóa nội dung, đã được thêm vào một danh sách sửa đổi các sản phẩm kiểm soát xuất khẩu được công bố trên trang web Bộ Thương mại Trung Quốc vào cuối hôm thứ Sáu. Theo đó, đối với ngoại giao, đối với giao dịch nước ngoài phải có giấy phép của chính phủ để bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia. Lebanon chuẩn bị bổ nhiệm thủ tướng mới trước chuyến thăm của Tổng thống Pháp. Đại sứ Lebanon của Đức Mustafa Adib sẽ được bổ nhiệm thủ tướng vào thứ hai trước chuyến thăm Beirut của Tổng thống Pháp, ông Macron sẽ thúc đẩy những cải cách bị trì hoãn từ lâu để đưa quốc gia Trung Đông thoát khỏi cuộc khủng hoảng sâu sắc theo Reuters. Ông Emmanuel Macron sẽ đến Lebanon vào cuối thứ hai ông đã đóng vai trò trung tâm trong các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy các nhà lãnh đạo khó tính của Lebanon giải quyết một cuộc khủng hoảng tài chính và tàn phá nền kinh tế đất nước ngay cả trước khi xảy ra vụ nổ kho hóa chất long trời lở đất tại cảng Beirut ngày 4 tháng 8 khiến khoảng 190 người thiệt mạng. Ông Adib nổi lên như một nhân vật sáng, giá cho vị trí thủ tướng sau khi nhận đề cử vào ngày 30 tháng 8 từ các cựu thủ tướng bao gồm Saad A. Hariri, người đứng đầu đảng Hồi giáo Sunni lớn nhất Lebanon, chức vụ thủ tướng phải thuộc về một người Sunni. Ngoại trưởng Pháp đổ lỗi do thái độ của anh nên Brexit bế tắc. Ngoại trưởng Pháp Le Drian hôm thứ Hai cho rằng sự bế tắc trong các cuộc đàm phán Brexit là do thái độ thiếu thực tế và thiếu khôn ngoan của Anh. Cuộc đàm phán giữa Anh và Liên minh châu Âu, EU, về các quan hệ trong tương lai sau khi nước này rời khỏi khối này vào ngày 31 tây tháng 1, đã không đạt được nhiều tiến triển khi cả hai bên đều cáo buộc bên kia đặt ra những yêu cầu không thể hoàn tất. Các cuộc đàm phán không tiến triển bởi vì thái độ thiếu kiên nhẫn và thái độ thiếu thực tế của Vương quốc Anh. Ngoại trưởng Jean Yves Le Drian cho biết trong một bài diễn văn trước các đại sứ Pháp ở châu Âu theo Reuters. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình Điểm tin Thế giới đến đây xin chấm dứt. Ngọc Dung xin thân ái, kính chào tạm biệt quý khán thính giả và xin hẹn lại quý khán thính giả trong Điểm tin Thế giới kỳ tới kính chúc quý khán thính giả và toàn gia quyến một ngày thật là an vui và mạnh khỏe thịnh vượng